chân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng thưa quý vị hôm nay là thứ sáu 21 tháng 7 năm 2023 và sau đây là những bản tin chính trong ngày xin kính mời quý khán thính giả theo dõi Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ Iraq. Hàng trăm người biểu tình Iraq đã phóng hỏa Đại sứ quán Thụy Điển. Đoàn người biểu tình đã phóng hỏa tại Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad sau sự kiện cảnh sát của Thụy Điển phê chuẩn cho phép những cuộc tụ họp đốt kinh Koran. Hàng trăm người biểu tình đã treo tường xông vào Đại sứ quán của Thụy Điển ở thủ đô Baghdad vào rạng sáng 20 tháng 7 và phóng hỏa khói bốc cao từ tòa nhà đại sứ quán buộc Iraq phải đưa lực lượng cảnh sát đến nơi và lực lượng cảnh sát chống bạo động đã tập trung để đối phó với đoàn người biểu tình. Một người biểu tình cho biết như sau, chúng tôi không đợi cho tới sáng, chúng tôi đột nhập lúc bình minh và đã phóng hỏa đại sứ quán của Thụy Điển. Một thanh niên đã nói trước khi hô vang tên của giáo sĩ dòng CIA là Mutada Saad, người tổ chức cuộc biểu tình. Cuộc biểu tình này diễn ra sau khi cảnh sát Thụy Điển cho phép tổ chức cuộc tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Iraq ở Stockholm vào hôm 20 tháng 7, nơi mà những người tham gia dự tính sẽ đốt kinh Koran cũng như quốc kỳ của Iraq. Giới truyền thông của Thụy Điển đưa tin là Sawa Momika, người tị nạn ở Iraq tại Thụy Điển, đã tổ chức sự kiện này. Sawan vào hôm 28 tháng 6 đã đốt vài trang kinh Coran trước nhà thờ Hồi giáo lớn nhất của thủ đô Stockholm vào lễ Eid al-Adha, là ngày lễ được người Hồi giáo trên khắp thế giới tổ chức. Một tai nạn máy bay đã xảy ra tại Colombia khiến cho 5 chính trị gia bị thiệt mạng. Một chiếc máy bay Cessna chở 6 người đã rớt xuống thành phố San Luis de Gaceno thuộc về tỉnh Boyaca. Khi đang trên đường từ thành phố Villa Vicencio đến thủ đô Bogota của Colombia vào hôm thứ Tư, tai nạn làm cho năm chính trị gia và phi công bị thiệt mạng. Năm người bị thiệt mạng đều là những thành viên của đảng cánh hữu mang tên là Trung tâm Dân Chủ của cựu Tổng thống Avaro Uribe. Theo bài đăng trên Twitter của đảng, những người chết ở trong tai nạn gồm có cựu thượng nghị sĩ N Nohora Tova và chồng của bà là Guillermo Perez, thị sĩ Dimas Barrero, là ứng viên thống đốc Felipe Caneo, ủy viên hội đồng thành phố Villa Vicencio cùng với Oscar Rodriguez và người phi công là Elodoro Alvarez. Nohora Tova, 55 tuổi, là một người thượng nghị sĩ từ năm 2014 đến 2018. Bà cũng từng là đại sứ Colombia ở tại Cộng hòa Dominica và Haiti. Còn Felipe Carreno đang tranh cử trước thống đốc của tỉnh Meta trong cuộc bầu cử vào tháng 10. Cơ quan hàng không dân dụng của Colombia đang điều tra về nguyên nhân tai nạn. Tổng thống cánh tả là Gustavo Petro đã gửi lời chia buồn ở trên tài khoản Twitter. Theo báo cáo của cơ quan kỹ thuật điều tra tai nạn hàng không dân dụng, có 17 vụ tai nạn hàng không đã xảy ra ở Colombia trong năm ngoái và khiến cho 14 người chết. 65% số nạn nhân là thành viên của phi hành đoàn và còn lại là hành khách. Đảo quốc Nauru, nhỏ bé nhất thế giới, ban bố tình trạng khẩn cấp vì một quả bom sót lại từ thời đề nhị thế chiến. Theo hãng tin Reuters, quyền tổng thống của Nauru là ông Martin Hunt đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở trên toàn lãnh thổ của quốc đảo này do phát hiện một quả bom còn sót lại từ thời đề nghị thế chiến. Quả bom nặng 227 kg được phát hiện vào hồi tuần trước sẽ được các toán chuyên viên tháo gỡ bom mìn của nước Úc đến đây và giúp trong tuần này. Ông Martin Hình cho biết thêm, toàn bộ các trường học và các cơ quan sẽ đóng cửa để đề phòng các nguy cơ trong lúc tháo gỡ trái bom. Khu vực nằm trong bán kính hai cây số xung quanh quả bom cũng được di tản. Người dân trong khu vực này được khuyên ca là hãy nên che chắn cửa sổ xung quanh nhà trước khi rời đi. Trung úy Jordan Bell là người chỉ huy chiến dịch tháo gỡ quả bom này cho hay, đây là một thiết bị vô cùng nguy hiểm. Mối ưu tiên hàng đầu của chúng tôi đó là sự an toàn của người dân trên đảo Nauru, cũng như các hạ tầng cơ sở cung cấp nước và điện. Theo ông cho hay, do người dân tại Nauru phần lớn tập trung dọc theo một dải đất ven biển chia rộng từ 150 tới 300 mét, cho nên quả bom này với trọng lượng hơn 200 kg sẽ là một nguy cơ thực sự đối với đảo quốc này. Nauru nằm cách nước Úc khoảng 4.500 cây số về hướng đông bắc với diện tích là 21 cây số vuông và đoạn mà rộng nhất của hòn đảo này chỉ là 5 cây số. Đây là một trong 36 quốc gia và vùng lãnh thổ không có quân đội. Nước Úc chịu trách nhiệm giữ gìn an ninh cho hòn đảo này. Chiếc xe container chở 39 di dân Việt Nam bị chết ngạt hiện giờ đang được bán đấu giá. Chiếc xe vận tải kéo theo chiếc xe thùng chở 39 di dân Việt Nam sang Anh Quốc và rồi bị chết ngạt khi đến Essex, hiện nay đang được giao bán đấu giá. Các di dân này được khám phá thấy họ nằm chết ở bên trong chiếc xe thùng đã từng được chở qua phà từ nước Bỉ sang Anh Quốc vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Các nạn nhân đó đã từng mơ ước có một đời sống tốt đẹp hơn ở tại Anh Quốc và họ đã đồng ý trả chi phí lên đến 13.000 Mỹ Kim cho mỗi người để được trở sang Anh Quốc bằng những tấm vé thượng hạng VIP. Tuy nhiên, những người này đâu có ngờ rằng họ sẽ phải di chuyển lén lút. Đến ngày 22 tháng 10 năm 2019, họ bị nhét vào chiếc xe thùng trong điều kiện thế nào không rõ, để rồi cuối cùng chiếc xe thùng này mất hết không khí trước khi đến được bến bờ. Ông Mark Wood, thuộc về công ty bán đấu giá mang tên Wilson Auctions Ltd, nói rằng chiếc xe thùng sẽ được bán cho người nào trả giá tiền cao nhất và người đó phải được ghi danh với cơ quan môi trường. Chiếc xe sẽ được tháo rời trước khi bán cho một hãng buôn hàng phế thải chứ không phải là được sửa chữa để tiếp tục chạy trên đường. Ông cho biết rằng tất cả tiền bạc thu được trong cuộc bán đấu giá sẽ được trao về cho gia đình của 39 nạn nhân bị thiệt mạng vào năm 2019 vừa qua. Quân đội Nga cảnh báo rằng họ sẽ tấn công những con tàu hướng đến hải cảng Ukraine tại khu vực khắc hải. Quân đội Nga cảnh báo rằng kể từ ngày 20 tháng 7 trở đi, bất kỳ con tàu nào đi đến các hải cảng của Ukraine tại khu vực hắc hải sẽ bị coi là có khả năng chở hàng hóa quân sự. Trong lúc Ukraine cáo buộc là Nga đang thực hiện các cuộc tấn công khủng khiếp vào ban đêm làm hư hại hạ tầng cơ sở để sản xuất ngũ cốc của Ukraine. Bộ Chỉ huy quân sự miền Nam của Ukraine cho hay quân Nga đã sử dụng phi đạn siêu thanh, bao gồm loại đạn K-22, để tiêu diệt hàng không mẫu hạm và tấn công hạ tầng cơ sở tại hải cảng Odessa. Quyết định của quân đội Nga khiến cho Liên Hiệp Quốc cảnh báo có nguy cơ tạo ra nạn đói trên toàn thế giới. Ukraine mong muốn tiếp tục được vận chuyển ngũ cốc từ hắc hải ra ngoài, vốn rất quan trọng đối với nguồn cung ứng lương thực của toàn cầu. Ukraine cho biết rằng họ đang thiết lập một tuyến vận chuyển tạm thời qua Romania. Văn phòng Tổng công tố của Ukraine cho hay, 10 thường dân, trong đó có một cậu bé 9 tuổi bị thương. Các bến cảng chuyên xuất cảng ngũ cấp cũng như một số cơ sở công nghiệp, các nhà kho, các trung tâm thương mại, các tòa nhà dân cư và hành chính cũng như xe hơi đều bị hư hại sau khi bị quân Nga tấn công. Quỹ tiền tệ quốc tế nói rằng, việc quân đội Nga rút ra khỏi thỏa thuận có nguy cơ làm gia tăng tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu và có thể làm tăng giá lương thực, đặc biệt ở các nước nghèo. Riêng tại Chicago, giá lúa mì của Mỹ cũng tăng vọt trước những diễn biến mới nhất của cuộc chiến tại Ukraine hiện nay. Putin chấp nhận không đi Nam Phi để dự hội nghị thượng đỉnh BRICS Tổng thống của Nam Phi loan báo là ông Vladimir Putin sẽ không đi Nam Phi để dự hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 8 tới đây do thỏa thuận chung. Ông Sergei Lavrov là ngoại trưởng của Nga sẽ thay thế cho Putin để dự hội nghị ở tại Johannesburg cùng với nhà lãnh đạo của bốn quốc gia khác của nhóm các nền kinh tế nổi hàng đầu trên thế giới, gồm có Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Nam Phi rơi vào trong tình thế khó xử khi tổ chức hội nghị này vì là thành viên của Tòa án hình sự quốc tế, Nước này bắt buộc sẽ phải bắt Putin nếu như ông ta tới dự. Hồi tháng 3, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban bố lệnh bắt Putin với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh vì trục xuất bất hợp pháp trẻ em Ukraine sang nước Nga. Nga nói rằng lệnh bắt này không có giá trị pháp lý bởi vì Nga không phải là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế. Trong thời gian qua, Nga không che giấu chương trình đưa hàng ngàn trẻ em Ukraine sang Nga, nhưng tuyên bố đây là chương trình nhân đạo để bảo vệ trẻ em mồ côi cũng như là trẻ em bị bỏ rơi ở vùng chiến sự vào hôm thứ Tư, Tổng thống Ramaphosa đã nộp đơn lên tòa án của Nam Phi xin phép tòa hình sự quốc tế không bắt giữ Putin vì làm như vậy nghĩa là tuyên chiến với Nga. Nam Phi tuyên bố nước này trung lập trong cuộc chiến Ukraine, nhưng bị cường quốc phương Tây chỉ trích là thân với Nga. Từ lâu, Nga vốn là đồng minh của Đảng cầm quyền Đại hội Dân tộc Phi Châu. Máy bay không người lái tấn công thủ đô của Sudan khiến cho 14 người thiệt mạng. Bộ Y tế Sudan cho hay các đợt giao tranh giữa quân đội và lực lượng nổi dậy ASF bùng phát từ tháng 4 cho tới nay ở Khartoum và nhiều khu vực khác đã khiến cho hơn 3.000 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương. Quân đội Sudan cho hay vụ tấn công gần đây nhất vào hôm thứ Tư đã làm 14 người thiệt mạng. Tuyên bố của quân đội Sudan nêu rõ vụ tấn công nhắm vào đám đông người dân đang tụ tập nhân một sự kiện ở khu vực Al-Azuba. Ngoài 14 người bị thiệt mạng còn có 15 thường dân bị thương. Quân đội đang tiếp tục kiểm soát khu vực có các đồn như bót của lực lượng nổi dậy RSF tại thủ đô Khartoum. Mặc dù quân đội Sudan và lực lượng nổi dậy RSF đã đạt được một số lệnh ngưng bắn tạm thời trên toàn quốc, thế nhưng các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn. Tình hình nhân đạo tại Sudan đang ngày càng nghiêm trọng hơn và các cơ sở cứu trợ thường xuyên bị cướp bóc đến đây kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin hoa kỳ